Xin chào tất cả thầy cô. Hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi cái phần thứ nhất, đó là cái phần hướng dẫn này nhé. Thì sau khi các thầy cô vào cái phần hướng dẫn sử dụng ấy, thì các thầy cô sẽ nhìn ở trong này nó có rất nhiều phần. Thì các thầy cô sẽ nhấp vào từng phần này. Đó, sau đó các thầy cô xem video của từng phần ở trong này nhé. Đây. Thì các thầy cô có thể để cho nó chạy để các thầy cô xem, bởi vì cái nội dung nó cũng rất hay mà cái thời gian nó cũng không nhiều đâu, nó chỉ 1-2 phút thôi. Còn nếu như thầy cô nào mà muốn ăn gian ấy, thì các thầy cô chặn vào cái thanh này, xong các thầy cô kéo tới kéo lui này. Đó. Chỉ một vài lần như thế này, các thầy cô quan sát trên này, khi nào chỗ này nó đạt 100% là được. Đó, thì các thầy cô sẽ đến video tiếp theo. Ví dụ đây tự đánh giá này. Đó, chờ tí cho nó chạy ra video. Khi nó chạy ra cái video thì các thầy cô nhấp vào đây, xong các thầy cô kéo này, các thầy cô nhìn này, ở đây nó có số 40 nè, là cái này 20, bình đầu tiên là nó sẽ là không. Sau đó chúng ta sẽ chặn vào đây, chúng ta kéo tới kéo lui vài lần vậy đấy. Đó, để khi nào cái chỗ đó nó lên 100% là được nha. Cái này do cái này nó lút ra nó che đó, chứ nó phải chạy vào trong nữa kìa. Đó, đó là được 100 rồi nè. Xong rồi tới cái tiếp theo. Các thầy cô phải bật cho nó chạy nha. Sau đó chúng ta mới kéo nha. Đó, thí dụ lần thứ nhất, lần thứ hai này. Lần thứ ba. Đó, nó được 100 rồi. Rồi sau đó như thế là chúng ta đã hoàn thành cái phần này. Chúng ta hoàn thành cái phần này. Thì sau khi hoàn thành xong cái phần này thì ở cái bên cái này nó mới hiện ra nè. Ở bên phần đang học. Đó, nó hiện ra là hướng dẫn cho giáo viên đạt 100% nè. Đó. Rồi tiếp tới là chúng ta sẽ tới cái phần hướng dẫn cho tổ trưởng. Chúng ta cũng mở video lên, cũng nhấn vào đây, nhớ tắt cái này cho nó qua bên đi cho cái màn hình nó rộng ra. Đó, chúng ta cũng kéo 1-2 lần, 2-3-4 lần gì đó. Rồi ok, tiếp theo thì mình khuyên các thầy cô thì cái phần này chúng ta nên nên để chúng ta xem, bởi vì cái nội dung này nó hướng dẫn rất là hay đó, mà do mình hướng dẫn mình không có thời gian cho nên mình làm vội thế này thôi. Còn nếu các thầy cô thì các thầy cô nên nên xem cái hướng dẫn ở trong này, bởi vì nó sẽ giúp cho mọi người làm cái bên kia nó không bị sử dụng cái trang web này nó không bị bỡ ngỡ thôi. Rồi tất cả mọi các phần thì mọi người đều làm kiểu tương tự như thế thôi. Mình giờ xin phép là mình tua nhanh nhé. Đấy, bây giờ nó đã hoàn thành rồi. Thì sau khi những cái phần này nó hoàn thành thì ở cái bên của cái này nó chỉ hiện ra, mình biết sao, như nó chỉ hiện ra giáo viên thôi. Đó. Mình cũng không nắm được là chúng ta phải làm hết tất cả hay là chúng ta chỉ xem một cái thôi, nhưng mà thì để cho nó an toàn thì mọi người nên nên xem hết ở trong này nhé. Lỡ như sau này mà chúng ta còn cái nào đó chúng ta không xem, nó không hoàn thành thì rất là khó, cho nên là tốt nhất thì mọi người bỏ ra vài phút để mọi người xem hết tất cả cái nội dung ở trong này đi. Thì riêng có cái phần này thì mình không hiểu nó như thế nào đó, nhưng mà nó cứ tầm cỡ này biết thôi, nó không lên điểm nha. Mình có kéo hay mình có xem thật hay mình có làm gì đó thì nó cũng điểm, nó cũng chỉ như thế thôi, nên cái này mọi người để ý thử, hay là chúng ta phải phải xem trên YouTube thì tôi cũng không biết nữa. Đây nó cứ 30 miết thôi, cho nên tạm thời thật qua cái này đi. Rồi nếu như mà
sau này học xong hết mà cái bài nó không đạt cái thì ta lại quay lại ta tìm cách ta xử lý sao. Đây. Nhắn cái này nhắn trước vô xem lên YouTube thử nha. Đó, có chỉ có hai cái phần này thì nó không hiểu sao mà nó rất là khó đạt. Rồi thì sau khi mà chúng ta xem hết cái phần hướng dẫn sử dụng này thì ở bên cái phần 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 học tập đây nè của chúng ta thì nó hiện ra chỉ mỗi cái là hướng dẫn cho giáo viên thôi, còn những cái kia nó không không hiện ra. Đó, thì sau video này thì mọi người mình sẽ đi hướng dẫn mọi người cái phần sử dụng mạng internet và an toàn hiệu quả này nha. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào tất cả mọi người ạ.